Xin chào quý vị, đây là ngày hội mua sắm sức khỏe vàng gia đình tiện nghi tại VTV Night. Lúc này đây thì chắc là các cô chú anh chị cũng nhìn thấy sân khấu rất là tưng bừng đúng không ạ? Ngày hội mà, cái gì mà liên quan tới hội ai cũng háo hức hết. Và cái gì liên quan tới hội thì mọi người rất là săn đón, chờ đợi để được tham gia vào cái ngày hội đó. Nhưng mà bởi vì đây là ngày hội mua sắm cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là ít cơ hội. Tức là Hương thấy ví dụ như ngày nào mình cũng mua thì nó rất bình thường rồi. Nhưng mà mua trong một ngày hội thì nó phải khác bình thường. Và khác bình thường ở đây sẽ là gì ạ? Khác không phải là những sản phẩm mới tinh, mà là những sản phẩm chúng ta đang dùng, chúng ta đang thấy nó có rất nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe của mình, tiếp tục sẽ được tung ra trong ngày hội mua sắm này. Nhưng mà chắc chắn quà hấp dẫn và tiền cũng rất là nhẹ nhàng đúng không? Chính xác luôn thưa quý vị. Ngày hội này cái điều thú vị là nó diễn ra ngay tại nhà của quý vị luôn. Có nghĩa là mình ngồi tại nhà mình vẫn có là chốt đơn và có được những combo, và nó rất hấp dẫn cả về mức giá cũng như là bộ quà tặng kèm theo. Những ngày hội khác, những cái nơi mà chúng ta phải săn sale khác thì mình phải xếp thành một cái hàng rất là dài, chờ đợi mỏi mòn đúng không quý vị? Nhiều khi là những cô chú anh chị lớn tuổi á, mình tìm kiếm những dạng sản phẩm mà dành cho sủng cốc của mình đi lại nó dễ dàng hơn, mà xếp làm có hàng dài như vậy nó lâu lắc, nó mệt mỏi, nó đau nhức, nó khó chịu thôi, không mua nữa đâu. Đó, quý vị có thể thấy là mình đã bị mất đi một cái cơ hội rất là tuyệt vời để bổ sung cho sức khỏe của mình, và đặc biệt là bổ sung cái dưỡng chất dành cho sủng cốc đúng không nào? Ngày hôm nay cũng là ngày hội nhưng mà diễn ra tại nhà của chúng ta, nên chúng ta chỉ cần theo dõi, thấy sản phẩm mình cần thiết thì chốt đơn liền quý vị ơi. Bởi vì đây là bộ sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho hệ xương khớp của mình. Để làm gì ạ? Đi đứng vận động, thậm chí là chạy nhảy, làm việc nhà, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Bởi vì bên trong sẽ có chiết xuất là sụng cá mập với hàm lượng rất cao dưỡng chất tốt cho sụng khớp của chúng ta. Ngày hôm nay qua lại, quen hay không ạ? Hai chiếc lá màu xanh dinh dưỡng an lành, đó là Nature Gift thưa quý vị. Một cái thương hiệu đã đồng hành cùng với khách hàng của VTV Khoa Đại Shopping rất là lâu đúng không nào? Và trong lần xuất hiện trở lại này, lợi hại hơn những lần trước vô cùng nhiều luôn. Chúng ta có combo là 4 hộp, mỗi hộp là 100 viên, tổng cộng là 400 viên. Quý vị ơi, lần trước mình mua 4 hộp 400 viên là bao nhiêu? 1,5 triệu, 1,6 triệu hay hơn ạ. Chúng tôi đang nói là hàng chính hãng nha, hàm lượng sụn cá mập bên trong cao quý vị nha. Ngày hôm nay vẫn là 4 hộp nhưng 1,390,000 đồng mà thôi. Đây là mức giá chúng tôi áp dụng trong ngày hội mua sắm thôi quý vị. 1,390,000 đồng, hết chưa? Chưa, chúng ta có thêm quà tặng nữa. Một hộp Green Living Canxi với 60 viên. Và thêm nữa đó chính là một hộp Green Living, một hộp Healthy Life Vancare quý vị nha, 30 viên và 5 gói nước hồng sâm. Và nhớ là hết giờ, hết quà đó quý vị ơi. Hết giờ là hết quà, quà tặng này rất là giá trị. Bây giờ mình nói tới sản phẩm chính một chút xíu để những ai mà chưa bao giờ mua sản phẩm này mình tham khảo nhé. Đầu tiên mình phải biết là cần làm gì để xương khớp của chúng ta được bổ sung cái dịch khớp này và để bồi đắp cái lớp sụn. Thì cần làm gì là một câu hỏi mà ai cũng hỏi nhưng không phải ai cũng có câu trả lời hợp lý. Vậy Linh Hương và Hoàng Hiếu bật mí cho các cô chú là chúng ta có một cái loại thức ăn riêng dành cho sụn nhá, và dành cho cái dịch khớp đó, đó chính là chondroitin sulfate. Thì trong sụn cá mập lại có cái chondroitin sulfate này, và nó sẽ hỗ trợ giảm đau mỏi khớp, thoái hóa khớp này, và nó hỗ trợ giảm các cái triệu chứng cứng khớp hay là đau nhức này. Và ngày hôm nay chúng ta đang được một lần nữa quay trở lại với bộ sản phẩm chính hãng, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đạt chứng nhận GMP, nhà máy thực hành sản xuất tốt, đạt chứng nhận FDA, tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã gọi là kiểm chứng cho cái sản phẩm này để có thể đi khắp nơi trên toàn thế giới rồi. Đây chính là những viên uống sụn cá mập. Sụn cá mập với cái hàm lượng là gì ạ? Chondroitin sulfate ở bên trong cao nha, để có thể bổ sung tái tạo mô sụn khớp và dịch khớp cho chúng ta. Có thể nói tính đến thời điểm này, đây vẫn luôn luôn là sản phẩm bán chạy nhất tại VTV Hyundai trong suốt nhiều năm qua, bởi vì nó là dinh dưỡng cần thiết dành cho sụn khớp của chúng ta. Sụn cá mập nguyên chất ở trong này với cái hàm lượng nó đã lên tới là bao nhiêu ạ? 750mg cho một viên. Vận động khỏe, không ngại tuổi tác, người trưởng thành bị thoái hóa khớp cũng nên dùng này. Rồi người bị đau nhức khớp dùng cái này cũng hợp luôn này. Người khó vận động do cứng khớp thì Hương thấy là có nhiều cô chú cũng đã rất là yêu thích cái sản phẩm này. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng chúng ta phòng, chúng ta bảo vệ sức khỏe sụn khớp của mình thì mình nên sử dụng thường xuyên để sẽ có vào đấy là những cái dưỡng chất tránh cái tình trạng là đau nhức. Ví dụ như là ở cái chỗ nào có khớp, đầu ngón tay này, đầu gối này, thắt lưng này,
Đó, cổ vai của chúng ta chính là những chỗ có khớp đúng không ạ? Thì một ngày nào đó mình sẽ thấy nó kêu, hoặc là mình di chuyển nó khó khăn, mình cúi người xuống hay là mình kiễng lên, rồi thậm chí mình với, mình bê vác, mình cảm thấy nó không còn được trơn tru như ngày xưa. Chưa kể là chúng ta đi bộ này, tập thể dục này, mình cũng thấy rất dễ gặp phải những cái chấn thương. Tưởng là không vấn đề gì, nhưng thực ra bên trong sụn nó đã bị mòn đi, dịch nó đã khô rồi, thành ra là mình bị đau, mình bị nhức. Trẻ thì nhiều khi mình chịu đựng những cái cơn đau đấy nó dễ dàng hơn, nhưng mà với các cô chú lớn tuổi thì sẽ khó hơn. Đó, cái phần sụn là cái màu trắng nha, cái phần màu trắng ở giữa các cái xương đây ạ, thì cái phần này theo thời gian nó sẽ mất đi và nó không tái tạo được lại đâu nếu chúng ta không cho nó thức ăn. Thế thì thức ăn dành cho nó chính là gì ạ? Chondroitin sunfat, để làm đầy lên. Chỗ nào có khớp là chỗ đó sẽ cần phải đầy cái lớp sụn trắng đấy. Nếu không á, xương nó va vào nhau, nó lỗ chỗ, nó bị tổn thương. Và nó bị tổn thương thì thoái hóa khớp diễn ra này, biến dạng khớp này. Thậm chí là có những người còn không di chuyển được nữa và không cử động được ở các cái vùng khớp này luôn. Thế thì bây giờ tránh cái tình trạng này, chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau. Nhưng một trong những cách vừa nhanh vừa tiện là mình nên bổ sung dưỡng chất từ chondroitin sunfat. Nó là một trong những cái dưỡng chất có rất nhiều ở trong sụn cá mập. Và nhà Nature Keep đã biết điều này từ rất lâu rồi, cho nên mới có những cái chiết xuất là những cái viên uống hàm lượng chondroitin sunfat có trong cái sụn cá mập của những cái viên uống này này, 750mg là cao á. Dạ. Bình thường mà ăn cái gì để tổng hợp được 750mg chondroitin sunfat, hay mình còn gọi là sụn cá mập đi, dưỡng chất từ trong sụn cá mập. Hương thấy ví dụ như là kể cả những cái ăn uống rất đơn giản hàng ngày, không biết là các cô chú anh chị nhà mình có để ý không nhá. Ví dụ mình uống một ly nước chanh thì mình bảo là cung cấp vitamin C đúng không? Yeah. Hoặc là uống một ly nước cam thì mình nói là cung cấp vitamin C, nhưng thực chất ví dụ cơ thể của mình cần phải 1000mg cơ. Yeah. Nhưng mà một trái chanh hoặc nửa trái chanh cho một ly đấy nó chưa đủ, nó mới có tí xíu à. Nhiều khi phải 20 trái chanh nó mới được một cái hàm lượng C như vậy. Thế bây giờ cái chondroitin sunfat nó cũng y chang như thế. Mình cứ nghĩ rằng là hàng ngày tôi ăn uống cũng tốt lắm, rồi còn có cô chú bảo tôi uống sữa đây. Yeah. Uống sữa đây có tốt cho sụn không hả Hiếu? Dạ, cái khái niệm này thì thời điểm hiện tại Hiếu cũng hơi bị nhập nhằng luôn. Bởi vì gia đình của Hiếu là đôi khi là Hiếu cứ giải thích hoài mà mọi người cũng không có một cái sự thấu hiểu. Ừ. Dạ, mọi người quan điểm là trong sữa thì sẽ có canxi, có vitamin D. Đúng ạ, nhưng mà cái hai cái dưỡng chất đó nó hợp lý, nó bổ sung dinh dưỡng dành cho xương. Ừ. Dạ, là cái để mà nâng đỡ cơ thể của chúng ta đó quý vị. Còn cái mà tiếp giáp với hai đầu xương để giúp cho chúng ta vận động linh hoạt hơn, những cái khớp xương dễ dàng cử động hơn, đó lại là một cái câu chuyện khác hoàn toàn quý vị nha. Và đối với nhiều người đó, chúng ta lại ăn không có đủ dinh dưỡng đó quý vị. Những người ăn kiêng nè, rồi hoặc là không dung nạp được những cái sản phẩm từ những cái đậu bắp chẳng hạn, hoặc là những cái sụn bình thường đó quý vị, thì cũng sẽ rất là dễ làm chúng ta bị thoái hóa khớp thưa quý vị. Thêm ra thực phẩm bẩn dẫn đến cái việc là ăn uống nó không đủ chất, lợi bất cập hại, nó còn là cái nguyên nhân gây cái sự nguy hiểm cho những cái nội tạng khác như là gan, như là thận của chúng ta nữa. Thế là cơ thể của mình không hấp thụ được, dung nạp thêm chất độc như vậy, rồi bên cạnh đó nó thiếu hụt, đã thiếu hụt rồi ngày càng thiếu hụt hơn nữa, thì làm sao mà chúng ta có được một cái hệ vận động nó tốt hơn, đi lại dễ dàng hơn, đúng không quý vị? Và ngay lúc này đây thì cho Hoàng Hiếu hỏi là quý vị ơi, mình có gặp những cái triệu chứng ví dụ như là chúng ta hay đau tại cái phần khớp bị thoái hóa hay không? Rồi khi mà chúng ta vận động chỉ đơn giản là đang ngồi xem tivi như vậy, mình đứng lên dám không? Hoặc là lên những cái bậc cầu thang á, mình không đi sát cái phần vách tường, không đi sát cái phần tay vịn, quý vị dám lên không? Nào, đau quá sao mà dám đi đúng không nào? Rồi đôi khi á, di chuyển chỉ đơn giản là vươn vai cái thôi, mình nghe những cái khớp xương nó kêu lạo xạo lục khục ở bên trong, kinh khủng quá. Rồi thêm nữa những cái ngày mà những cái khớp gối, khớp tay của chúng ta nó sưng, mà nó sưng đỏ lên luôn đó quý vị, khó chịu vô cùng, cảm giác như nó đau, nó nhức còn hơn việc là chúng ta bị sốt đó quý vị, ăn cũng không được quý vị nha. Rồi để lâu dần như vậy, khớp của chúng ta bị biến dạng luôn quý vị ơi. Tới lúc đó thì nguy hiểm vô cùng quý vị nha. Có những dấu hiệu từ chớm như vậy thôi, hơi đau, hơi nhức, hơi lạo xạo lục khục bên trong cái khớp xương của chúng ta thôi, nên bổ sung dưỡng chất liền thưa quý vị. Và giải pháp ngày hôm nay tới từ nhà Nature Keep quý vị nha, Shark Cartilage. Giải pháp này vô cùng tối ưu bởi nó sẽ có 3 cơ chế. Thứ nhất là sẽ giảm sự đau nhức mỗi xương khớp. Tuyệt vời không ạ?
Khi mà bị đau, cái cảm giác tuyệt vời nhất là uống cái gì vô nó giảm đau, thì cái này hỗ trợ giảm nhất mọi xương khớp của chúng ta. Thứ hai là hạn chế quá trình thoái hóa khớp, bởi vì khớp của chúng ta nó đang bị hao đi, nó bị mòn đi, bị tiêu biến đi, thì cái thực phẩm dành riêng, thức ăn dành riêng cho xương khớp nó nhanh chóng nó bồi đắp vào, nó tái tạo vào, thì cái vấn đề mà thoái hóa này nó cũng hạn chế lên. Và bên cạnh đó thì xương khớp của chúng ta được tái tạo thêm, rồi dịch khớp cũng được tăng cường thêm, mà đó là lý do mà chúng ta sẽ dễ dàng đi đứng vận động bình thường được nếu chúng ta duy trì một cách thường xuyên và đều đặn, quý vị nha. Đó chính là ba tác động kép mà phải nói là một cái liệu trình rất là hiệu quả để chúng ta có được cái sự hồi phục cho việc đi đứng vận động chạy nhảy bình thường, đúng không nào? Đó, cơ bản là cái nguyên tắc hoạt động của cái sụn cá mập nó là như vậy thôi quý vị. Đã rõ rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy tự tin mua dòng sản phẩm này về để bổ sung và duy trì mỗi ngày. Và chúng tôi nhấn mạnh sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng tôi biết sụn khớp nó cũng cần cái nguồn thức ăn riêng, đó chính là chondroitin sulfate quý vị ơi. Và chúng tôi nghiên cứu rằng là trong sụn cá mập nó có rất nhiều cái thành phần hoạt chất này, và được nghiên cứu bởi một cái đội ngũ chuyên gia rất là dày dặn kinh nghiệm với hệ thống máy móc khoa học kỹ thuật rất là cao cấp của nước Mỹ quý vị nha. NatureGrip, đây là những cái dưỡng chất tinh túy nhất, đặc biệt là chondroitin sulfate từ sụn cá mập khai thác ở phần biển sâu như vậy đó, sẽ được chiết xuất cách hoàn toàn và với hàm lượng rất cao lên tới là 750 mg quý vị ơi. Nghĩa là chúng ta không cần phải cân đo đong đếm chi cho nó nhức đầu, không cần phải quan tâm là phải mua vi cá mập, sụn cá mập hoặc là ăn sụn heo, sụn bò, sụn gà một ngày bao nhiêu lạng, bao nhiêu ký chi cho bất công, không cần phải là sơ chế cầu kỳ cho đỡ tanh đỡ hôi để nếu mà dễ ăn chẳng hạn. Nhiều khi á quý vị biết á, cái dưỡng chất mà chúng ta cần chỉ là sụn thôi, nhưng mà những cái sụn heo, sụn gà, sụn bò đó mà muốn ăn được á, mình phải sơ chế, mình phải cho thêm gia vị vào nè, đường, mắm, muối, bột ngọt, dầu ăn các kiểu, rồi ninh hầm các kiểu. Và vô tình á, cái dưỡng chất chúng ta cần là sụn để mà bổ sung cho sụn cóc của chúng ta, nó bị tiêu biến đi, nó bị thất thoát đi, mà cái chúng ta dung nạp vào là chất béo nè, là quá nhiều đường nè, rồi là quá nhiều những phần nước mắm, mà muối chẳng hạn thôi quý vị. Đó là vô tình là một cái gánh nặng dành cho thận, cho gan của chúng ta nữa. Đó quý vị thấy không ạ? Còn cái này quý vị bổ sung chỉ đơn giản là bổ sung sụn cá mập, bổ sung cái chúng ta cần, chứ không những cái tạp chất dư thừa gì khác quý vị nha. Nên đây là giải pháp rất hợp lý và hiệu quả khi mà chúng ta duy trì lâu dài để cung cấp dưỡng chất dành cho sụn của chúng ta thôi quý vị. Hàm lượng lên tới là 750 mg. Và thêm nữa, nhấn mạnh đó chính là nhà máy được đặt tại Mỹ với dây chuyền công nghệ rất là hiện đại. Nên là yên tâm quý vị ơi, sụn cá mập được chiết xuất một cách rất là thuần khiết và lại còn có thêm hàm lượng cao nữa. Yên tâm hoàn toàn khi sử dụng mỗi ngày quý vị nhé. Đó, và như Hiếu đã chia sẻ, chúng ta thấy đấy, mình mua cái gì cũng thế thôi. Nói chung á, tất cả những đồ ăn và uống như Hương đã nói rồi, và những cái sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại VTV Hyundai lúc nào cũng phải làm sao? Rõ nguồn gốc xuất xứ, nhà máy như Hiếu cũng vừa chia sẻ, phải rất là an toàn, phải đạt chuẩn. Thực ra NatureGrip thì không biết là đến thời điểm này khi mà cả Hoàng Hiếu và Linh Hương chia sẻ những cái điều này nó có hơi dư thừa không? Nhưng Hương cũng cảm nhận thấy là có vẻ nó hơi dư. Vì sao ạ? Vì chúng ta quá quen với nó rồi. Đặc biệt là cái sụn cá mập này. Cái anh sụn cá mập này là anh ấy đồng hành với VTV Hyundai kể từ khi mà cái kênh mua sắm trên truyền hình xuất hiện luôn. Thì những cái sản phẩm mà để bảo vệ sức khỏe liên quan tới sụn khớp đầu tiên ở cái thời điểm đó là sụn cá mập này luôn. Chính là những cái viên Shark Cartilage này. Các cô chú không biết là có nhớ không? Có nhiều khách hàng, anh chị biết không? Đến bây giờ luôn, cô chú là khách hàng quen thuộc tới mức là mua suốt từ thời đó đến tận bây giờ vẫn mua tiếp. Và chỉ mua ở VTV Hyundai. Tại sao? Tại vì khi được hỏi thì cô mới bảo là ôi dồi ôi, bây giờ ở ngoài thị trường, rồi thậm chí là con cô á, nó cũng hay xem trên mạng nhiều thứ lắm, nhưng mà cô không tin. Tại vì cô rất là sợ mua cái gì mà không có kiểm chứng. Vì mình đã không đi được rồi, tức là cô toàn là ở nhà và gọi điện thôi. Thì mình lại cần phải mua những cái sản phẩm mà nó đã được trải qua kiểm chứng một cách rất là khắt khe. Thì mua sắm trên truyền hình cũng là một trong những cái cách để cái niềm tin của mình nó lớn lao hơn rất nhiều so với nhiều cách mua sắm khác. Nhà NatureGrip thì đã có tới hàng triệu sản phẩm được tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Không phải chỉ có một sản phẩm này đâu ạ. Mình hình dung là hai chiếc lá màu xanh này cung cấp nhiều sản phẩm mà dinh dưỡng an lành, tức là gì? Cái nguồn nguyên liệu này, rồi hoàn toàn các thành phần, nó lành tính, nó từ thiên nhiên. Thì ở đây là những viên uống sụn cá mập. Và sụn cá mập này á, thì nó sẽ có cái chondroitin sulfate với hàm lượng là 750 mg, là cao nha. Bình thường các cô chú anh chị mà có muốn bổ sung chondroitin sulfate ở một vài cái sản phẩm nào đó, nhiều khi á, chúng ta sẽ chỉ thấy cái hàm lượng nó rơi vào tầm khoảng 200-300 mg là nhiều. Nhưng mà cái này nó sẽ là 750 mg. Đây ạ, mình đi tham quan nhà máy một xíu nhá. Hiếu đã bao giờ gọi là được
chứng kiến những cái nhà máy nó hiện đại như thế này ở bất kỳ đâu chưa? Dạ chưa, chưa có cơ hội luôn. Và thật sự thì khi mà mình không có cơ hội mà mình được thấy cái sự hoành tráng của nó, ý là qua hình ảnh như vậy đó, ở ngoài nó thực tế nó còn hoành tráng hơn rất là nhiều thưa quý vị. Đó, và những cái sản phẩm của nhà Nature Gift thì nó là một cái thương hiệu và nó là quen thuộc rồi. Gần như là những cái hội chợ triển lãm nào mà liên quan tới những cái vấn đề về sức khỏe đó quý vị thì luôn có mặt của Nature Gift. Và khi mà quý vị tới tham quan rồi thì quý vị sẽ thấy rằng là những cái gian hàng của Nature Gift họ có một cái sự hoành tráng nha. Và luôn có một cái sự tập trung nhất định, một cái đối nhóm đối tượng phải nói là lúc nào cũng có cái sự quan tâm của người quan tâm đến sức khỏe của chúng ta đó quý vị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thương hiệu này là của Mỹ. Dạ, được chứng nhận FDA nè, còn có GMP đó quý vị ha. Và với vô vàn nhiều những cái dòng sản phẩm mà đã lừng lẫy rồi và tạo nên tên tuổi của Nature Gift rồi thôi quý vị. Ngày hôm nay lại là một cái sản phẩm nữa tin chắc cũng sẽ tiếp tục mang tới sự an tâm và hài lòng dành cho quý vị. Bởi vì chúng ta có những cái nguồn dưỡng chất hoàn toàn đến từ tự nhiên, 750mg là sụn cá mập. Sụn cá mập để cung cấp gì ạ? Chondroitin sulfate. Mà chondroitin sulfate nó để làm gì ạ? Chondroitin sulfate nó hỗ trợ rất là tốt cho cái phần sụn khớp của chúng ta bị mất đi. Dạ, càng lớn tuổi nè, do đi đứng nè, do vận động nè, do thoái hóa, lão hóa nữa quý vị, những cái phần sụn khớp này nó dần dần bị tiêu biến đi. Và nếu chúng ta không bồi đắp một cách kịp thời đó quý vị, thì dần dần tới một cái lúc nào đó thì nó sẽ không còn nữa. Nghĩa là cái phần đầu xương của chúng ta nó trơ hoàn toàn. Hai cái đầu xương sẽ vào quẹt trực tiếp vào nhau, đau nhức khó chịu vô cùng luôn. Và tưởng chừng như chỉ đứng dậy, đi đứng rồi leo lên cầu thang, cầm cái vòi nước ra vườn để xịt vườn cây của mình, chăm sóc vườn cây của mình là cái điều quá là đơn giản mà ngày trẻ mình làm còn nhiều hơn thế nữa. Vậy mà bây giờ làm không được thưa quý vị. Đó là lý do mà chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của sụn khớp ngay từ bây giờ quý vị ơi. Và nếu đã quan tâm rồi, hãy chăm sóc hiệu quả và việc lọc bổ sung dược chất mà sụn khớp đang cần thiết quý vị ha. Ngày hôm nay đó chính là Chondroitin Sulfate của sụn cá mập đến từ Shark Cadillac nhà Nature Gift quý vị ơi. Trong ngày hội mua sắm hôm nay thì đang có mức giá siêu tốt luôn. 4 hộp, mỗi hộp là 100 viên, tổng cộng là 400 viên, giá chỉ có là 1.390.000 đồng và thêm 3 món quà tặng kèm theo quý vị ha. Đây là hình ảnh cận cảnh hơn của quà tặng chúng ta nhận được. Một hộp Green Living Canxi 60 viên, một hộp Healthy Life Van Care 30 viên và 5 gói nước hồng sâm thôi quý vị. Đây là mức giá và quà tặng chúng tôi chỉ áp dụng trong đúng khung giờ đang phát sóng này mà thôi. Hãy nhớ là hết giờ sẽ hết quà quý vị nha, tranh thủ chốt đơn trước khi hết giờ và hết quà thưa quý vị. Có nhiều cô chú anh chị sẽ có một cái thói quen là như này ạ, tức là mình cứ xem hoặc là mình cứ nghe. Có thể là bây giờ mình không ngồi trước tivi, có thể là mình đang nấu cơm hoặc là mình đang làm một cái việc gì đó thì cứ nghe Linh Hương Hoàng Hiếu chia sẻ. Xong rồi đến khi nào mà Hương và Hiếu nói là nào tranh thủ chốt đơn là lúc đấy mình mới gọi điện đúng không ạ? Nhưng mà theo Hương nhá, một trong những cái cách mà mua sắm nhanh chóng trong những cái dịp đặc biệt này, chúng ta cứ gọi bất kỳ lúc nào chúng ta nhìn thấy cái bộ sản phẩm này. Không cần phải chờ cái hiệu lệnh là nào bây giờ là khoảng thời gian đặt hàng. Dạ không cần ạ. Thực ra là chúng ta có thể đặt hàng suốt từ giờ cho tới khi số phát sóng này kết thúc. Nhưng mà như thế thì nó có một cái bất lợi như sau này. Chúng ta gọi càng sớm thì hàng còn nhiều và quà cũng còn nhiều. Ngày hội mua sắm thì nó khác gì với những ngày khác. Quanh năm suốt tháng, lúc nào mà đến phần tư vấn của Hương hay là Hiếu thì bao giờ Hương cũng nói. Thực ra từ đầu năm đến cuối năm, VTV Hyundai có nhiều chương trình lắm ạ. Không phải cả năm chỉ có một cái ngày hội mua sắm này là có ưu đãi. Nhưng mà có nhiều khách hàng sẽ thích riêng những cái phần quà mà của cái ngày hội mua sắm này. Hương lấy ví dụ, 4 hộp sụn cá mập tương đương 400 viên này thì cô chú anh chị mua được rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nhiều lần có cái combo này rồi. Nhưng cái quà tặng đi kèm, đó, nó là cái hộp bổ não và nó là cái hộp hỗ trợ suy giảm tĩnh mạch. Tức là những ai mà bị giãn tĩnh mạch á, đó, mình sẽ hỗ trợ cải thiện được cái vấn đề đó ở cái hộp Healthy Life Van Care này của nhà Nature Gift. Thì cái bộ quà tặng này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Đó, chưa kể nhá, hôm nay mình còn có thêm là 5 cái gói hồng sâm nữa. Đấy, 5 gói hồng sâm nước này nhiều người cũng thích. Nhưng mà hiện tại cái sản phẩm này này là không bán riêng. Tức là nếu mà cô chú anh chị hỏi mua riêng 5 cái gói hồng sâm này là cũng không có một chương trình nào đang bán cái bộ 5 gói này luôn. Và cũng đang chưa có một chương trình nào gần nhất với thời điểm này bán cái hộp mà giãn tĩnh mạch ấy ạ. Tức là phải ai bị rồi mới thấy uống cái đấy nó rất là quan trọng luôn ý. Thế thì mọi người mới bảo là cô lại thích bổ não, chú thì lại thích là giãn tĩnh mạch, Hương lấy ví dụ vậy. Còn con gái cô lại thích hồng sâm chẳng hạn, thế là cô mua bộ này bởi vì cái sụn cá mập này cả nhà cùng uống từ lâu rồi nên quen rồi. Thì 1.390.000 đồng đã phải là giá tốt nhất ở thời điểm này chưa? Thì Hương khẳng định là tất nhiên nếu mà để so sánh là nhất hay là chưa nhất thì nó cũng tùy thời điểm. Có những giai đoạn những bộ như thế này bán 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 vẫn rất là đắt hàng luôn, thậm chí quà tặng ít hơn nhiều.
nhưng có những lúc nó sẽ là không có quà tặng, giá nó là 1,2 triệu nhưng mà không có quà gì cả đó. Còn hôm nay nó nhỉnh hơn tí tí là 1,390 triệu, Hương thấy quá hợp lý rồi. Và vấn đề là cái bộ quà tặng này này, đến bao giờ nó sẽ được ghép lại cái phần quà tặng giống như thế này? Thì đây là lý do chúng ta cứ gọi liên tục từ đầu đến cuối chương trình. Đừng đợi đến khi nào mà bảo là đặt hàng nhé, rồi mới đặt nha. Đó, thì bây giờ tổng đài vẫn luôn luôn mở rồi ạ. Vấn đề là có bận máy hay không thì phụ thuộc vào việc là may mắn của mình thôi. Hoặc là một cái cách khác nữa là mình đặt hàng trên app. Hương thì Hương luôn luôn khuyến khích là nếu được mình đặt hàng trên app nó sẽ tiện hơn, mình chả phải xếp hàng chờ đợi máy bận máy rảnh gì cả. Và mình cũng sẽ dễ dàng gọi là viết những cái yêu cầu của mình hơn. Tại vì dù gì thì đấy cũng là một cái cách để nhân viên vẫn đọc được ạ. Các cái bạn hỗ trợ tổng đài viên người ta vẫn phải có một cái khâu là gọi là kiểm soát qua cái hệ thống app nữa. Nên là các cô chú anh chị cứ yên tâm, nhớ này, hết giờ là hết quà. Thực ra cái điểm quan trọng của sản phẩm này Hương tin là cô chú anh chị nào cũng biết rồi, không phải là không đâu ạ. Mình thừa biết rằng là sụn nó sẽ mất đi, rồi khớp phải được bôi trơn đấy, và mình cũng biết luôn con cá mập nó toàn sụn, cho nên người ta mới nghiên cứu để làm gì ạ? Để lấy cái chondroitin sunfat từ cái phần sụn của con cá mập này. Tại vì bây giờ mà hỏi là ăn sụn cá mập thì làm sao mà lấy đâu ra cá mập được để mà lấy sụn ăn, đúng không ạ? Còn ăn các cái sụn khác thì nó có tốt không? Thực ra nếu đúng thì có thể là nó sẽ tốt, có thể nó sẽ tốt, nhưng mà nhai là khó rồi ạ. Như Hương bây giờ ở đây, nghĩa là bộ nhai theo kiểu là răng của mình ấy, là mình còn cảm thấy khó ăn được cái sụn mềm mềm như là sụn gà, chứ đừng nói gì là những cái loại sụn khác mà ăn như vậy thì nó chẳng thấm thoát vào đâu. Đó, mà đấy mới là để bồi bổ sụn thôi. Còn cái dịch khớp nó được bôi trơn lại chưa thì mình cũng chưa biết nữa, lại còn phải nhiều dưỡng chất khác nữa. Thế bây giờ mình uống cho nó nhanh. Hương luôn luôn nói rằng là khi mà mình uống những cái này này là một trong những cái cách mình ăn mà nó nhanh, nó gọn, nó chẳng phiền hà đến ai. Và khi mà mình tặng ai đó những cái bộ sản phẩm liên quan tới sức khỏe, mà tặng những cái sản phẩm không cần phải nấu nướng chế biến gì, Hương vẫn cảm thấy nó tinh tế hơn. Đó, những cái cơn đau như thế này là những cái cơn đau mà Hương thấy là nhiều người bị lắm rồi này, kể cả những người trẻ tuổi, không phải là chỉ có các cô chú lớn tuổi đâu. Nhiều khi á, mình đau mà mình không biết tại sao đau, mình đau mà mình cũng nghĩ là ồ chắc là lúc nãy vừa bê cái gì nặng, chứ mình lại không hề nghĩ đến cái chuyện là khớp của mình nó đã tổn thương rồi, sụn của mình nó đã bị mòn đi rồi, cái dịch khớp của mình nó đã bị khô rồi. Đó, thì bây giờ khi mà cô chú anh chị nhà mình nghe thấy xương kêu, thực ra xương thì nó không kêu được đâu, khớp nó mới kêu thôi, chứ cái phần xương của chúng ta nó thẳng băng ấy, nó làm sao mà nó kêu được, đúng không ạ? Nó lục cục lạo khạo là chỉ là cái phần khớp nó mới kêu được. Thế thì khi nó kêu như thế là cái sụn nó đã mất đi, lập tức mình sẽ nghĩ ngay tới phương án là gì ạ? Bồi bổ để cho sụn nó được đầy lên, và bồi bổ bằng cách là phải cho nó ăn đúng thức ăn. Ví dụ như là chúng ta muốn tóc đẹp, chúng ta lại không thể nào uống cái sản phẩm đẹp da được, đúng không ạ? Thế bây giờ mình muốn bồi bổ sụn, mình phải cho nó cái thức ăn, mà thức ăn hợp với sụn thì nó lại không phải là canxi, nó là chondroitin sunfat. Và chondroitin sunfat này có ở đâu? Có ở viên uống sụn cá mập Shark Cartilage của nhà, 2 chiếc lá màu xanh. Sản phẩm sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, rất là an toàn, đầy đủ giấy tờ, chứng nhận. Combo ngày hôm nay là một combo tốt. Đối với Hương thì Hương thấy rằng là mua cái này thì mình nên mua để mình uống quanh năm. Có nghĩa là uống những cái thực phẩm mà để bảo vệ sức khỏe này, chúng ta cũng không cần phải có những cái lộ trình gì nó quá khắt khe. Chúng ta uống để phòng mà, thành ra là mình cứ uống liên tục và nó cũng rất là lành tính, không vấn đề gì. Thực ra 4 hộp này 400 viên thì cả nhà uống Hương thấy cũng không quá nhiều mà Hiếu. Nếu cả nhà cùng uống, đúng không? Mà trong những cái chương trình mà giống như là ngày hội mua sắm tại VTV Finance Shopping thì lại còn là cái cơ hội mua sắm rất là tốt dành cho chúng ta nữa. Quý vị đã kịp thời ghi nhớ combo mua sắm ngày hôm nay hay chưa ạ? Vẫn là Shark Cartilage, một hộp sẽ là 100 viên. Và chúng tôi nhấn mạnh là hàm lượng trong mỗi viên sẽ là 750mg quý vị nha. Hàm lượng cao đó. Nếu mà chúng ta có cái nhu cầu là dự phòng từ sớm vấn đề về xương khớp của mình thì mỗi ngày một viên thôi là đủ. Còn nếu chúng ta đã bị cái tình trạng là thoái hóa rồi, bị đau khớp, bị cứng khớp nhiều rồi, lâu năm rồi quý vị, thì liều lượng nó cũng sẽ tăng hơn rất hơn cao hơn chút xíu quý vị ha. Và đây là giải pháp cần thiết dành cho sụn khớp của chúng ta thưa quý vị, bán chạy nhất tại VTV Hotel Shopping. Và trong khung giờ này chúng tôi quay trở lại với mức giá tốt 1,390,000 đồng thưa quý vị. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đã chứng nhận là GMP, chứng nhận FDA. Và chúng tôi sẽ cam kết hoàn tiền lên tới là 500% giá trị của mỗi đơn hàng nếu đây không phải là hàng chính hãng được nhập từ Mỹ thưa quý vị. Nhấn mạnh thêm lần nữa, trong ngày hội mua sắm hôm nay thì mức giá đang ưu đãi dành cho chúng ta.
1.390.000 đồng mang về lọc 4 hộp cho quý vị. Chúng ta có thêm quà tặng là hộp Green Living Canxi 60 viên, có thêm một hộp quà tặng là Healthy Life Vancare 30 viên và 5 gói nước hồng sâm. Và đây là 3 món quà tặng giá trị đó và chất lượng nữa đúng không nào? Nhưng chỉ áp dụng trong thời gian 60 phút phát sóng đặc biệt của ngày hội mua sắm hôm nay tại VTV Huy Đại học Sốc Viên mà thôi thưa quý vị. Nature Gift là một trong những thương hiệu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Nature Gift đều mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững một cách toàn diện, cải thiện và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng như trí não, tim mạch, xương khớp, hoạt huyết, đề kháng. Sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển luôn được chúng tôi ưu tiên và trân trọng. Điều đó được thể hiện thông qua các cam kết. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, điển hình như dầu cá, dầu hạt lanh, đông trùng hạ thảo, linh chi, dây thìa canh. Sản phẩm được nghiên cứu, kiểm nghiệm chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trước khi đến tay khách hàng. Chuẩn chứng nhận FDA và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ. Để được chứng nhận FDA, trước hết các nhà máy, nơi sản xuất và chất lượng môi trường làm việc của Nature Gift phải tuân thủ tiêu chuẩn CGMP, Good Manufacturing Practice. Sau đó trải qua tiếp quá trình kiểm định của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bước này có thể kéo dài nhiều năm, tập trung xoay quanh các kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn y tế trên các tình nguyện viên. Nature Gift có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại, Nature Gift là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thương hiệu đa dạng với hơn 30 dòng sản phẩm. Mỗi tháng hơn 80.000 sản phẩm được bán ra trên thị trường toàn quốc. Món quà từ thiên nhiên, chăm sóc cuộc sống khỏe đẹp và hạnh phúc. Quý vị, đây là ngày hội mua sắm tại VTV Huy Nào Sức Bình. Quý vị ơi, lâu lắm mới có một ngày hội tuyệt vời như vậy. Âm thanh, ánh sáng và không gian này đã được sẵn sàng để chào đón tất cả quý vị rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta hình dung ra cái chữ hội thì mình nghĩ gì ạ? Đông đúc nè, chen chân nè. Rồi đôi khi tới một cái ngày hội á, đâu chỉ riêng cái sản phẩm mình cần đâu, mà lại còn vô vàn những dòng sản phẩm khác nữa. Có bao giờ quý vị nói thôi mình đi một vòng, mình tham quan, mình dạo chơi, rồi có cái gì vui vui hay hay mình mua, cái tới chừng mình mua quá rồi nhiều cái quay lại cái hết tiền, hoặc là mình quay lại cái mình quên là mình cần mua cái sản phẩm gì trong ngày hội đó, đúng không quý vị? Hoặc là đôi khi là với những cái sản phẩm mà chúng ta cần thiết thì lại phải xếp một cái hàng rất là dài luôn, mệt mỏi quá chừng đúng không nào? Còn ngày hôm nay cũng là ngày hội nhưng nó diễn ra tại nhà của chúng ta, mở tivi lên là thấy rồi quý vị ơi. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không đảm bảo là sẽ có số phát sóng thứ hai, thứ ba, hoặc là ngày hôm nay phát sóng, ngày mai, ngày mốt, tuần sau, rồi tháng sau có đâu quý vị ơi. Bởi vì quý biết là Nature Gift và đặc biệt là dòng sản phẩm Shark Cadillac là một trong những gọi là sản phẩm mà đinh tại VTV Huda Shopping. Phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có những cái đợt mà khuyến mãi rất là cao thưa quý vị. Rồi thêm là sẽ có cái sự đứt gãy hàng hóa, bởi vì cái nhu cầu quá là nhiều quý vị ha, nên là sẽ không nhập hàng kịp dành cho quý vị đâu. Nên là hỏi chúng tôi là khi nào phát sóng trở lại thì rất khó để mà trả lời được quý vị ơi. Nên ngày hôm nay đang có ngày hội, và trong ngày hội mua sắm này chúng ta đang có mức giá tốt thưa quý vị, nên chốt đơn liền cùng với chúng tôi quý vị ơi. Mình hãy cùng nhớ là ngày hôm nay 4 hộp sẽ có 400 viên cho 4 hộp như vậy, mỗi hộp là 100 viên, hàm lượng là 750mg cho một viên như vậy. Và chúng ta sẽ có mức giá là bao nhiêu ạ? 1.390.000 đồng và thêm 3 món quà tặng kèm theo. Chốt đơn liền trước khi hết giờ và hết quà quý vị nha. Đây ạ, quà đây ạ, 1, 2, 3, như Hiếu nói là 3 món quà tặng kèm theo. Đầu tiên sẽ là cái hộp mà chúng ta sẽ hình dung là ai mà bị giãn tĩnh mạch ấy ạ,
thì mình nên sử dụng thử cái sản phẩm này xem để nó cải thiện tình hình về cái suy giãn tĩnh mạch, nó có thể là sẽ tốt hơn đấy nhá. Còn đây là hộp bổ não Green Living rất là quen thuộc của nhà Nature Gift rồi, cũng được tặng luôn trong chương trình ngày hôm nay. Bên này sẽ là 5 gói hồng sâm nước được đựng trong cái hộp này. Đó, 3 món quà tới tay cô chú anh chị nhà mình. Quà tặng này là quà tặng giá trị. Giá trị ở đây là sao ạ? Cái giá trị này ngoài cái chuyện liên quan tới vật chất thì nó còn là giá trị về sức khỏe. Có nghĩa là thông thường chúng ta đi mua một cái sản phẩm hương lấy, ví dụ như chính Hương cũng đã từng đi mua ở bên các cái hiệu thuốc ở gần nhà ấy, nó cũng bán cả những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe. Thì ví dụ khi mình mua một cái sản phẩm cho sức khỏe thì mình hay được tặng những cái đồ, ví dụ thỏi son hay là chai nước hoa mini, cái size bé bé đó. Thì đấy được gọi là mua quà, mua món cho sức khỏe, tặng một cái món về tinh thần và sắc đẹp. Nhưng mà tại VTV Hyundai thì luôn luôn cố gắng là gì ạ? Mua cái sản phẩm dành cho sức khỏe, tặng cả sản phẩm dành cho sức khỏe luôn, để mình chăm sóc sức khỏe cho cả nhà. Tức là gì ạ? Nếu mà chúng ta có sức khỏe vàng thì gia đình mới tiện nghi được. Hương thì Hương tự hiểu câu này như vậy. Vì sao? Chúng ta khỏe, chúng ta mới có cơ hội là ở nhà còn thiếu cái gì nhở, mua cái gì nhở, đi mua cái gì nhở, bồi đắp vào chỗ nào nhở. Tức là bản thân mình khỏe cái đã, thì những cái đồ gia dụng nội thất trong nhà mình mới có thể một tay sắm sửa, đi làm kiếm tiền thì gia đình nó mới tiện nghi được. Tiện nghi ở đây không phải là nhà thật là nhiều đồ, mà tiện nghi ở đây nó còn liên quan tới cuộc sống mình có được hưởng thụ một cách đúng nghĩa hay không. Hưởng thụ ở đây cũng không có nghĩa là cứ phải đi nhà hàng, khách sạn sang chảnh mới là hưởng thụ, không phải. Có nghĩa là ngày nghỉ mình sẽ được nghỉ đúng nghĩa, mình sẽ được ăn những món ngon, mình vẫn có thể tự tay vào bếp, mình có thể đưa đón con đi học, mình có thể học chơi cùng con đó. Ông bà cũng có thể là ấm bồng cháu. Đấy chính là tiện nghi. Chứ tiện nghi không phải là nhà phải có cái tủ lạnh 2-3 cửa rồi phải 4-5 lầu cũng chưa chắc, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta chỉ cần mỗi là gì? Tất cả các thành viên đều khỏe là chúng ta đã có cơ hội chăm chút cho gia đình mình tiện nghi hơn rồi. Tiện nghi từ trong suy nghĩ luôn đấy ạ. Thế thì với bộ sản phẩm ngày hôm nay, nhiều khi á, Hương thì Hương thấy là nói về cái sản phẩm này, thực sự nếu mà các cô chú là khách quen ý, chả cần phải nghe Hương với Hiếu nói luôn, Hương biết đã có khách hàng vừa mới nhìn thấy cái màu xanh ngay đầu chương trình mua luôn. Mua xong là thôi, là làm việc khác cũng đúng á. Tại vì khi mình đã quá quen rồi và mình thấy hôm nay giá nó tốt hơn lần trước mình mua là đúng luôn rồi, là đúng bài của cái việc là canh mua trong ngày hội mua sắm rồi. Thế nhưng mà quà ngày hôm nay hấp dẫn này, chưa kể là ngày hội mua sắm thì tất nhiên chương trình tại VTV Hyundai Hương thấy là có những chương trình nó sẽ phát hàng tháng. Ví dụ như một tháng các cô chú sẽ nhìn thấy ngày hội mua sắm một lần. Nhưng mà sản phẩm thì luôn luôn là chính hãng. Ngày nào tháng nào dù là trong chương trình bình thường, nhưng cứ sản phẩm liên quan đến uống vào cơ thể lúc nào cũng được cam kết rất là mạnh mẽ. Không cứ là nhà Nature Gift nhưng các cô chú anh chị biết là cái gì mà được bán ra tại đây thì luôn luôn phải đòi hỏi có những cái cam kết như thế này. Đấy, bồi thường 500% nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Cái này thì đúng là mình tự đi mua ở ngoài khó có ai dám nói với mình câu đó lắm ạ. Tại vì nhiều khi người ta cũng nhập theo cái cách là người ta nhờ ai mang về á, Hiếu. Nên là nó cũng sẽ nhiều, gọi là nhiều thể loại, nhiều những cái sản phẩm cái đôi khi là cũng cái vỏ được nhập được làm đẹp lắm luôn quý vị, nhưng cái hàng bên trong mình không có đảm bảo chất lượng quý vị ha. Và câu hỏi đặt ra là 1.390.000 đồng có phải là cái mức giá tốt hay không? Chứ là này, phân tích cái câu chuyện để cho những khách hàng mới mình tiếp cận được cách dễ dàng hơn và an tâm hơn quý vị nha. Chứ thật ra đúng như là Hương chia sẻ là những khách hàng cũ thì không có quan tâm về giá. Đúng rồi, quan trọng là chúng ta phải mua được cái hàng chính hãng, bởi vì nó giải quyết được cái vấn đề chúng ta đang gặp phải là sụn gốc của mình. Còn những khách hàng mới đó, mong muốn quý vị sẽ lắng nghe và lắng nghe tập trung nghe Hoàng Hiếu và Linh Hương chia sẻ nhiều hơn, bởi vì chúng ta bỏ cơ hội này là chúng ta đang bỏ qua một cái cơ hội để chúng ta có được cái cuộc sống khỏe hơn, tiện nghi hơn đó quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta mua 1.390.000 đồng, đối với nhiều người thời điểm hiện tại nó sẽ là cao, Hoàng Hiếu nghĩ là nó sẽ cao đó quý vị. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có được cái gì ở bên trong. Nhiều cô chú anh chị mình thấy là cái hộp này nó nhỏ quá, hoặc là cái số lượng viên nó cũng chỉ có 400 viên mà thôi, nên là mình cũng đắn đo nhiều. Đang trong cái giai đoạn là mở điện thoại của mình lên, mở tính bảng của mình lên để khảo giá xem là có cái mức giá nào nó tốt hơn hay không, có cái nơi nào mà số lượng nó nhiều hơn hay không. Chắc chắn là sẽ có thôi quý vị. Bây giờ nhiều đơn vị, nhiều những cái thương hiệu cũng có sản phẩm là sùng cá mập quý vị ơi. Nhưng quan trọng là bên trong hàm lượng nó là bao nhiêu. Rồi thêm nữa là cái sản phẩm đó có được chứng nhận đàng hoàng hay không, có giấy tờ về nơi sản xuất hay không, rồi nơi sản xuất có cái địa chỉ, rồi có đặt những cái tiêu chuẩn như là GMP rồi FDI các kiểu hay không thưa quý vị. Đó là cái điều quan trọng quý vị nha. Bởi vì rất là nhiều những cái đợt thanh trừng về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vô vàng,
Nên là sản phẩm bây giờ giá rẻ hơn cũng có, nhưng mà câu hỏi đặt ra có thật hay không, có chất lượng hay không, có đáng tin cậy hay không quý vị ha. Ngày hôm nay là mua đúng hàng chính hãng luôn thưa quý vị. Giải pháp giúp cho chúng ta có được cái sự vận động khỏe hơn và không ngại tuổi tác. Và sản phẩm này sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những đối tượng như là người trưởng thành nè, bị thoái hóa khớp, người bị đau nhức khớp, người không vận động do cứng khớp quý vị ha. Sụn cá mập nguyên chất 750mg trong mỗi viên là hàm lượng cao đó quý vị. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đạt chứng nhận GMP, chứng nhận FDA. Và chúng tôi hoàn tiền lên tới 500% giá trị của mỗi đơn hàng nếu không phải là hàng chính hãng nhập khẩu từ Mỹ. Yên tâm hoàn toàn về chất lượng quý vị ơi. Khung giờ ngày hôm nay chỉ có 60 phút mà thôi. Đó chính là ngày hội mua sắm sức khỏe vàng gia đình tiện nghi. Trong 60 phút này chúng ta mới có mức giá tốt và quà tặng kèm theo quý vị ha. Và bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều, tranh thủ những giờ phút này và chốt đơn liền trước khi hết giờ, hết hàng của quý vị. Chúng ta đang thấy đây chính là nhà máy sản xuất của Nature Gift tại Mỹ nhá. Thì kể cả là khâu sản xuất này, đóng gói này, rất là nhiều các cái bước quan trọng thì đều được kiểm định rất là rõ ràng luôn. Và nhà máy thì đương nhiên quá hiện đại rồi. Chúng ta biết rằng là đi đâu mua cái gì mà được tham quan tận nhà máy hoặc là mua hàng tận kho, mình sẽ thích hơn. Và ở bên Mỹ á, thì Nature Gift bán nhiều sản phẩm lắm, không phải là chỉ có một cái sụn cá mập như là chúng ta biết ngày hôm nay đâu ạ. Nên là các cô chú anh chị để ý này, mình mua được hàng Mỹ chính hãng này, xong mình lại còn mua được combo tốt, số lượng nhiều, quà tặng hấp dẫn này, thì Hương tin là không có ai lại bỏ lỡ cái khung giờ này cả. Tại vì nhiều khi á, nếu ví dụ kênh của chúng ta mà chỉ bán riêng thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nó lại khác. Còn đằng này chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn trong một ngày, từ đồ gia dụng này cho tới đồ uống vào cơ thể này và rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Thành ra là nếu để hỏi cả ngày hôm nay mình cứ đủng đỉnh rồi mình chọn cái sản phẩm nào đó cùng một lần mình mua thì có giữ được giá tốt không, thì Hương xin trả lời luôn là không nhé. Số phát sóng nào, khung giờ nào là có ưu đãi riêng dành cho sản phẩm đó. Thì bây giờ là khung giờ dành cho Shark Cartilage, tức là những viên uống sụn cá mập này, 4 hộp tương đương 400 viên này, các cô chú anh chị chỉ mua được đúng khung giờ này thôi. Hết giờ là hết quà. Quà ở đây là quà được tặng kèm khi chúng ta đặt hàng thành công cái sản phẩm chính này. 1.390.000 đồng. Mình có một cái giải pháp để cả nhà cùng bảo vệ một cái hệ sụn khớp khỏe mạnh. Xương thì chúng ta có thể là bổ sung canxi, nhưng mà sụn khớp thì nhất định phải là chon keratin sulfat, là một trong những cái nguồn thức ăn chính để tái tạo mô sụn khớp. Thì hôm nay mình sẽ có 400 viên uống sụn cá mập nha, 4 hộp tương đương 400 viên.
tặng một hộp Green Living Canxi, tặng tiếp một cái hộp là Healthy Life Venke, một cái thì bổ sung thêm canxi, một cái thì có thể bổ sung cho chúng ta dưỡng chất để hạn chế suy giãn tĩnh mạch. Đó, đây này, mình nhìn kỹ quà tặng, chụp lại màn hình giúp Hương với, để chúng ta về chúng ta kiểm xem có nhận được đủ từng này món quà không nhá cô chú ơi. Nhớ này, hết giờ là hết quà. Bây giờ thì chúng ta đã trôi qua khoảng 40 phút của chương trình rồi, tức là mình sẽ chỉ còn khoảng mười mấy phút đồng hồ nữa thôi. Thì thường là mười mấy phút thì nó nhanh lắm, 60 phút còn nhanh như thế thì mười mấy phút cuối nhằm nhò gì đâu, đúng không ạ? Phải ai thực sự rất nhanh tay. Nhưng mà Hương cũng biết là mua cái đồ mà để uống vào cơ thể này này, nhiều khi mình không thể mua rộp như là quần áo hay là những cái đồ gia dụng được. Thành ra là nếu như để hỏi là nhanh đến mức mà nhìn mua luôn thì Hương biết chỉ có khách quen thôi. Còn nếu như mà các cô chú nào mà chưa bao giờ mình biết tới sản phẩm này thì tất nhiên mình cũng nên có cái khoảng thời gian để mình tìm hiểu. Mình có thể gọi điện cho người quen, con cháu ở xa. Này, mẹ thấy trên cái kênh này này, nó đang nói cái này này, có đúng không? Có hợp không? Đó, cũng được ạ, không sao cả, tại vì mình uống vào mà. Hơn nữa cái này là gì? Nó lại bổ sung dưỡng chất cho sụn khớp và sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Thành ra mình cứ tham khảo thoải mái, mua sắm mình bỏ tiền ra, mình đổi lại cái sức khỏe của mình thì mình có quyền tham khảo thật kỹ càng cho Hương. Nhưng mà đừng có kỹ quá đến mức mà trôi hết luôn cả cái thời gian phát sóng của số này thì mình không giữ được cái giá tốt, với lại mình không giữ được quà đi kèm, hiểu hả? Dạ, chúng tôi xin được thông tin một lần nữa về mức giá để cho những khách hàng nào chúng ta vừa mới bật qua và chốt liền quý vị ha. Trong ngày hội mua sắm sức khỏe vàng gia đình tiện nghi ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 4 hộp. Dạ, mỗi hộp sẽ là 100 viên và là dạng hộp nhỏ thôi quý vị, không phải là hộp to. Bản thân Hoàng Hiếu thì thích cái dạng hộp nhỏ như vậy, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó sẽ tiện trong cái quá trình mà chúng ta có thể làm mang đi học, đi làm. Nhiều khi là mình để ngay gian bếp một hộp như vậy, trong cái tủ thuốc gia đình một hộp, thậm chí là để ngay cạnh cái đầu giường ngủ của mình là một hộp, rồi để ngay văn phòng công ty của mình cũng một hộp, để lúc nào mình thấy cái biểu tượng hai chiếc lá màu xanh này thì cũng sẽ nhắc nhớ là à, tới lúc chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của mình rồi, cần phải bổ sung dưỡng chất cho sụn khớp của mình rồi. Nhiều khi cái cơ thể của mình đó quý vị, mình đói bụng đúng không, nó cái bụng mình nó kêu rộp lên, mình không có tập trung được thì mình biết là mình cần phải ăn liền. Còn những cái liên quan tới sụn khớp, đó là cái sâu bên trong và nó sẽ không có những dây thần kinh cảm giác đúng, nhiều nên là được. Cũng không có cái đồng hồ báo thức mà tới giờ là phải ăn là phải ren lên quý vị. Quý vị hiểu là vấn đề như vậy quý vị nha. Cái mà chúng ta có được đó chính là ý thức quý vị ơi. Cứ đúng giờ đó mình sẽ uống, và nhiều khi quên thì sẵn ở đầu giường ngủ có, sẵn ở nhà bếp có, tủ thuốc gia đình có, rồi văn phòng chúng ta đi làm việc hoặc là nơi chúng ta học tập cũng có, thì lấy ra ngay một viên dầu Hoàng Hiếu quý vị ơi. Đó, và với cái dạng là trong những cái hộp nhỏ như vậy nè, mình sử dụng tới đâu thì mình khui ra tới đó ha. Chứ mà cái hộp to quá đôi khi là khui ra khui vô, rồi ba uống, rồi mẹ uống, rồi gia đình cũng uống như vậy đó quý vị, thì đôi khi là những cái dưỡng chất bên trong nó sẽ bị oxy hóa đi rất là nhiều quý vị ha. Từ từ Hiếu đang nói về cái sản phẩm này quý vị ha. Đây, và cái cách mà chúng ta bao gói thì nó cũng sẽ rất là tốt. Quý vị thấy là với cái dây chuyền nhà máy mà nó đạt cái tiêu chuẩn sản xuất như vậy nè quý vị, nên là mình sẽ khui nó sẽ không bao giờ được quý vị ơi. Mình phải ấn lại rồi mới mở mình được mới khui ra lại được, mới xoay ra tức như vậy được quý vị nha. Đó, nó rất an toàn tại vì trẻ con trong nhà hiếu động, nhiều khi là đó, nó cũng muốn mở ra là chính nó xác sẽ bị ẩm hết cả đồ ở trong á. Đó, nên là cái dây chuyền công nghệ của Mỹ thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn thưa quý vị. Đó, đó là cái điều mà Hiếu cảm thấy rất là tâm đắc. Và trong đơn hàng ngày hôm nay mình sẽ có 4 hộp như vậy. Xài hết hộp nào, khui hộp đó giúp Hoàng Hiếu. Hoặc là mình cứ quy định đi ba một hộp, mẹ một hộp, mình một hộp, vợ mình một hộp, quý vị là 4 hộp như vậy đó. Thì cái mức giá dành cho cả nhà của chúng ta luôn là 400 viên 4 hộp như vậy, 1.390.000 đồng. Ở ngoài việc là cái bao bì nó đóng gói cao cấp và nó tiện lợi như vậy thì cái hàm lượng bên trong lên tới là 750mg quý vị ha. Đó, rồi thêm là quà tặng của chúng ta có được sẽ là 3 phần quà tặng nha. Một hộp Green Living Canxi bổ não với cái số lượng viên là 60 viên. Mà quý vị thường xuyên bị cái vấn đề là thiếu máu não nè, rối loạn tiền đình nè, đó, máu huyết lưu thông không được, thiểu năng tuần hoàn não, thì cái sản phẩm này là quá quen thuộc rồi. Quý vị nhớ là cái sản phẩm này là bao nhiêu tiền hay không ạ? Rất là cao tiền trăm á, cái quà tặng này gì nó cũng là tiền trăm đấy ạ. Một hộp Green Living Canxi này thực ra nó không rẻ đâu, tại vì nó bổ sung canxi đấy, thì bây giờ canxi là chắc xương đúng không? Mình có luôn quà tặng để bổ sung dưỡng chất cho xương, rồi cái hộp mà Venke kia kìa đó, chống suy giãn tĩnh mạch á, thì các cô chú anh chị biết là khó mua. Bình thường mình tìm riêng cái sản phẩm này là hiếm lắm, không phải là bán đại trà đâu ạ. Rồi 5 gói hồng sâm, cái hồng sâm này là dạng nước tặng, gọi là để cho các cô chú anh chị uống thử nhá, sau này nhiều khi thấy ngon ấy, biết đâu đây mình sẽ nhập một cái số lượng lớn cái hồng sâm này để bán cho các cô chú anh chị nhà mình. Nhưng quan trọng là gì ạ? Chọn
toàn bộ sản phẩm chính lẫn quà tặng chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 1.390.000 đồng thôi, chứ nó không phải là 2 triệu. Thành ra là có nhiều anh chị bây giờ là không cần cân nhắc gì cả, nãy giờ là cứ chốt vèo vèo 2 đơn cùng một lúc luôn. Một cuộc gọi thì chúng ta không khống chế đặt bao nhiêu đơn, nhưng hết thời gian thì kể cả có đặt riêng cái bộ sản phẩm này kêu là không lấy quà tặng thì cũng không có giá 1.390.000 đồng đâu. Lúc đấy nó sẽ về giá gốc của 4 hộp này như nhà Nature Gift đang bán bình thường. Và các cô chú để ý này, bây giờ chỉ còn khoảng 10 phút đồng hồ, hơn 10 phút thôi, nhanh lắm, từ giờ đến cuối chương trình á là chắc chắn hết quà. Thực ra quà thì có nhiều người thích, có nhiều người thì lại không cần quan tâm đến quà, nhưng rõ ràng là mình mua mà mình lại được thưởng thức thêm một vài các cái dòng sản phẩm khác của nhà Nature Gift, thì cũng như một cách chúng ta tham khảo để biết đâu đến mình thì chưa, nhưng mà những người thân khác trong gia đình mình đang gặp các cái vấn đề liên quan tới thiếu hụt canxi chẳng hạn, hay là suy giãn tĩnh mạch chẳng hạn, là mình đã có ngay những cái giải pháp gọi là tức thời để xem là có phù hợp không rồi. Còn riêng cái Shark Cartilage này thì Hương tin là nhà nào bây giờ cũng nên có đi, không bao giờ là thừa. Tại vì cơ thể ai cũng có khớp đúng không ạ, cũng có sụn đúng không nào. Thế nhưng mà nó sẽ mất đi chứ nó lại không đầy lên được theo thời gian. Giá mà nó cứ tự mất xong nó tự đầy được thì khỏe cho chúng ta quá rồi. Nhưng mà nó lại không như thế cơ. Tức là mình cứ càng lớn tuổi lên, cứ qua sinh nhật 1 năm thôi là các cô chú anh chị biết là cái sụn nó chỉ có mất đi. Tuổi càng lớn thì sụn càng mọc. Thì bây giờ mình lại phải bổ sung vào. Mình bổ sung vào bằng cách nào? Mình uống Chondroitin sulfate là cách bổ sung đối với riêng Hương. Nó rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với ăn đậu bắp, so với ăn các loại sụn. Và chắc chắn là chúng ta bổ sung theo cách này nó vừa sạch, vừa tiện. Và càng bận rộn ý, thì người ta lại càng bắt đầu tìm đến những cái sản phẩm nào mà nó nhanh tiện lợi cho cả mình và gia đình. Ngày hôm nay chúng ta có 4 hộp này, chứ không phải là 1 hộp nhé. Nếu như mà có 1 tiếng đồng hồ chỉ để các cô chú anh chị mua có 1 hộp thôi, thì nếu mình uống hết 1 hộp này, thực ra nó cũng chưa thấm thoát vào đâu để có thể đủ một cái lượng dưỡng chất bồi bổ cho cái việc là gì ạ? Tăng cường cái mô sụn khớp của mình và cái bao hòa dịch bên ngoài. Vậy tại sao luôn luôn phải là từ trên 3 hộp? Tại vì ít nhất mình phải uống sau 2 hộp, mình mới thấy có cái sự thay đổi của cái phần sụn khớp và mình biết được nó cải thiện như thế nào. Tại vì đây là cái sản phẩm bán chạy nhất tại VTV Hyundai luôn. Tức là 9 năm qua là cái sản phẩm này quen ơi là quen rồi. Thế nên bây giờ là chỉ có gì ạ? Người quen mua cho người lạ thôi Hiếu hả? Dạ, một cái món quà tặng Hiếu nghĩ là cũng rất là hợp lý và tinh tế đúng không quý vị? Bởi vì chúng ta đang bổ sung dưỡng chất cần thiết cho khớp của chúng ta. Bổ sung chất ngần cho khớp thưa quý vị có trong sụn cá mập là gì ạ? Là Chondroitin sulfate, hỗ trợ giảm đau mỏi khớp, thoái hóa xương khớp, hỗ trợ giảm các triệu chứng cứng khớp đau nhức. Quý vị có rơi vào cái nhóm đối tượng Hoàng Hiếu vừa chia sẻ hay không ạ? Nên quan tâm nhiều tới sụn khớp của chúng ta ngay từ bây giờ quý vị ha. Chứ đôi khi là những cái dấu hiệu từ chớm á, chúng ta nghĩ là lâu lâu mới bị thôi, chắc là do tuổi tác đó, ai cũng bị hết thì chắc chắn là chúng ta sẽ tới một lúc nào đó vô cùng hối hận khi mà khớp nó đã bị thoái hóa rồi, nó đã bị biến dạng rồi, cũng không đứng được nữa, không đi được nữa. Lúc đó thì tất mà cả mọi những cái hoạt động của chúng ta, những cái cử động bình thường đơn giản thôi đều phải có con, có cháu, có một người kế bên để mà hỗ trợ. Cảm thấy có một cái gì đó nó phụ thuộc quá đúng không quý vị? Đó, cái cảm giác chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng nay thì từ bây giờ chúng ta có giải pháp rồi thì mới nên mua về tự bổ sung cho sụn khớp của chúng ta, vận động khỏe hơn và không ngại tuổi tác mỗi ngày quý vị ha. Đối tượng sử dụng sẽ là những người trưởng thành bị thoái hóa khớp nè, người bị đau nhức khớp nè, người bị khô khớp rồi vận động khó khăn rồi bị cứng khớp chẳng hạn, đều nên bổ sung sản phẩm Shark Cartilage của nhà Nature Gift mỗi ngày. Hàm lượng nhấn mạnh thêm lần nữa đó chính là 750mg trong mỗi viên, hàm lượng đủ cao đó quý vị cho nhu cầu của người Việt Nam của chúng ta. Và nếu quý vị có tình trạng là thoái hóa lâu năm hơn hoặc là cái vấn đề nó đã trầm trọng hơn rồi thì chúng ta cũng có thể là tăng liều dùng lên. Và quan trọng là chúng ta nên là duy trì mỗi ngày để cho sụn khớp của chúng ta được bồi bổ mỗi ngày quý vị ha. Có như vậy thì chúng ta mới có cơ hội được vận động khỏe khoắn hơn giống như là bình thường. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cái cơ chế để làm chúng ta giảm đau, để làm chúng ta vận động dễ dàng hơn đó chính là bồi đắp lại những tổn thất, những tổn thương, những gì bị thiếu sót thưa quý vị. Và chúng ta đã phân tích ngay từ đầu thưa quý vị, đau nhất là do cái phần sụn nó bị mài mòn đi, nó bị tiêu biến đi. Thì cái giải pháp này sẽ bổ sung thức ăn dành cho sụn cho khớp của chúng ta, đó chính là Chondroitin sulfate có rất nhiều trong sụn cá mập. Và thời điểm này thì quý vị có hỏi là tại sao lại phải là sụn cá mập mà không phải là sụn heo, sụn gà hay không ạ? Bởi vì trong rất nhiều nghiên cứu thì chúng tôi phát hiện rằng là sụn cá mập là một cái loại sụn nó có rất nhiều những cái sự ưu việt.
Bởi vì đó, thứ nhất là những chú cá mập nó sống ở cái vùng biển rất là sâu. Mà quý vị là vùng biển nó càng sâu thì cái áp lực nước nó càng lớn, di chuyển nó rất là khó khăn. Vậy mà những con cá mập như vậy nó vẫn dễ dàng, nó luồn lách, nó len lỏi và nó săn mồi cực kỳ là nhanh với tốc độ cực kỳ là cao. Nó được xem là một cái đối thủ đáng gờm nơi lòng đại dương sâu đó quý vị. Đó, và với khả năng săn mồi linh hoạt như vậy thì chắc chắn là để có được cái việc linh hoạt như vậy thì cái hệ sụn cốc của nó phải vượt trội, nó phải tiên tiến, nó phải vượt bậc như thế nào, đúng không quý vị? Thêm nữa thì cái môi trường ở nước nó càng sâu thì nó sẽ hạn chế với cái phần tiếp xúc bề mặt, nên là nó sẽ đảm bảo cái sự trong sạch hơn, an toàn hơn, lành tính hơn, chứ không có bị ô nhiễm thưa quý vị. Nên là nó sẽ an toàn hơn, thân thiện hơn với sức khỏe của người sử dụng quý vị ha. Và khi mà chúng tôi chiết xuất cái sụn cá mập này để lấy ra tròn retisulfat đó quý vị, thì cũng trong một cái dây chuyền nhà máy nó rất là cao cấp luôn, tại Mỹ nha, đạt tiêu chuẩn FDA và GMP đó, nên là chúng ta yên tâm là những cái dưỡng chất bên trong sụn cá mập sẽ được chiết xuất một cách hoàn toàn. Và khi đã chiết xuất rồi thì lại có hàm lượng này rất là cao nữa. Trước đây cũng có những dòng sản phẩm cũng là sụn cá mập nhưng hàm lượng đó chỉ có là 300 hoặc là 350mg sụn cá mập mà thôi. Đó, nên là chúng ta muốn mà bổ sung dưỡng chất cho sụn cá mập thì đôi khi là mình phải uống nhiều hơn, một ngày 2 hoặc là 3 viên và uống lâu dài hơn. Hoặc là một vài người họ tiết kiệm, họ chỉ uống một viên thôi, nói ủa tôi cũng uống sụn cá mập đó mà có thấy có tác dụng gì đâu. Cái vô tình mình bị mất cái niềm tin vào sụn cá mập, đúng quý vị. Thì ngày hôm nay là sụn cá mập từ Mỹ quý vị nha. Và hàm lượng lên tới là 750mg. Nên là cái hiệu quả của nó, cái khả năng mà tác động của nó sẽ sâu hơn, sẽ nhiều hơn. Đôi khi là chúng ta đang đói bụng, mình ăn có nửa chén cơm thôi sao mà no được, đúng quý vị? Đúng. Phải 2 chén, phải 3 chén nó mới no. Thì sản phẩm này cũng vậy đó quý vị, hàm lượng nó cao hơn thì cái tác động của nó sẽ sâu hơn, sẽ rộng hơn, sẽ hiệu quả nhanh thấy hơn rất rất nhiều lần. Đó là ưu điểm vượt trội. Và quan trọng hơn là chúng ta biết cơ chế rồi, biết sụn cá mập là gì rồi, và nó hiệu quả cái cách mà nó bồi bổ cho cái phần sụn của chúng ta như thế nào rồi. Cái quan trọng bây giờ phải mua được hàng chính hãng. Dạ, cơ chế là như vậy quý vị nha. Nhưng nếu chúng ta mua ở một cái nơi nào đó, một cái đơn vị nào đó nó không có rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, anh có giấy như tờ nhập khẩu gì không? Anh nói là anh bán hàng từ Mỹ đó. Anh có giấy tờ các kiểu thông quan các kiểu gì hay không? Rồi khi mà tôi mua hàng về rồi tôi có một cái đơn vị nào đó kiểm định về chất lượng, anh có sẵn sàng bồ hoàn hay không? Không, không có. Mua hàng mà sao đòi hỏi nhiều quá vậy? Đó là những nơi khác đó quý vị. Nhiều khi là giá rẻ hơn đó quý vị, rẻ hơn VTV Fidel xuất bên rất là nhiều luôn. 400 viên thì đó cũng khoảng 500-600 ngàn, hấp dẫn quá đúng không nào, mua liền. Mình mua hàng trên mạng là như vậy quý vị ơi. Nhưng tại VTV hồi nào số của chúng tôi, tất cả những sản phẩm lên sóng phải có giấy tờ đầy đủ. Nói nhập khẩu từ Mỹ phải có giấy tờ cam kết đàng hoàng đúng quý vị. Mua hàng chính hãng rồi sụn cá mập thật cũng phải có cam kết đàng hoàng. Và ở đây chúng tôi bồi hoàn lên tới là 500% giá trị của mỗi đơn hàng. Nếu quý vị phát hiện là hàng không chính hãng, không phải nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý vị nha, quý vị có quyền là chụp lại cái hình ảnh này để chúng ta có cái bằng chứng và cam kết đó quý vị. Đây đủ nguồn gốc nè, xuất xứ nè, hàm lượng bên trong nè, và combo mua sắm ngày hôm nay phải nói là tuyệt vời quá đúng không nào quý vị. 1.390.000 đồng và lại còn có thêm 3 món quà tặng, mà phải nói là quà tặng mà phải nói rất rất là nổi tiếng luôn. Dạ, và để mà nhớ cái số quà tặng này đôi khi là Hiếu còn nhầm đó quý vị đó. Nên là quý vị ơi, chốt đơn liền trước khi mà hết giờ hết quà quý vị nha. Thì nói chung chúng ta có một cái khung giờ riêng để mình mua được một cái bộ sản phẩm giá tốt, quà tặng hấp dẫn, thì Hương nghĩ là sẽ chả khách hàng nào bỏ qua đâu. Một khi mình đã dừng lại được ở đây rồi á, thì chúng ta nhanh chóng gọi điện luôn để đặt hàng. Một cuộc gọi thì không giới hạn đặt bao nhiêu đơn đâu nhá. Có nghĩa là Hương biết có nhiều người gọi điện bây giờ là đặt 2-3 đơn hàng luôn, là mình sẽ được nhân 3 cái số này lên này. Nhưng mà tiền á, chúng ta thấy nó nhẹ nhàng không? Có 1.390.000 đồng thôi là một cái giải pháp cực kỳ tốt để hỗ trợ tái tạo mô sụn khớp, tái tạo lại cái dịch khớp của chúng ta để bôi trơn cho nó tốt. Nhưng mà quà tặng này lại còn tặng cả một cái hộp để hỗ trợ bổ sung canxi. Tức là sản phẩm chính của chúng ta đang hỗ trợ bổ sung cho khớp, thì mình lại có thêm quà tặng để bổ sung canxi cho xương. Rồi lại còn có thêm cả một cái hộp Healthy Life Vein Care. Cái này là hỗ trợ rất tốt cho những ai mà sợ mình sẽ bị suy giãn tĩnh mạch hoặc đang bị suy giãn tĩnh mạch mà cần cải thiện lại tình hình nhá. Rồi sẽ còn có thêm cả một hộp 5 gói nước hồng sâm. Hết giờ là hết quà. Và giờ thì bây giờ chỉ còn có vài phút thôi. Cho nên là các cô chú anh chị cứ yên tâm đi. Đây này, những cái thông tin này là những cái thông tin phải nói là cực kỳ quan trọng. Chúng ta nhìn và chúng ta quyết định mua hàng thật là nhanh. Sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ này, đạt chứng nhận GMP này, đạt chứng nhận FDA này, và cam kết bồi thường 500% nếu phát hiện sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Tức là mọi giấy tờ, mọi lời nói và mọi thông tin được đưa ra trong chương trình này
đều đã được trải qua kiểm chứng hết rồi. Nên là các cô chú anh chị, mình mua thì mình có thể mua được ở nhiều nơi. Tại vì cái sản phẩm này nổi tiếng mà, mua được ở rất nhiều nơi, Hương tin là sẽ có nhiều nguồn mua khác nhau. Nhưng mua ở đâu để mình cảm thấy yên tâm, mua ở đâu để ví dụ mình tặng cho những người thân của mình, đặc biệt là ba mẹ mình này, thì mình còn cảm giác là cái món quà này nó thực sự là an toàn này, nó thực sự là có ý nghĩa kể cả về mặt tinh thần, sức khỏe lẫn vật chất này. Thì chúng ta chỉ cần mỗi ngày một viên, hai viên, nó tùy vào cái thể trạng và cái tình trạng của chúng ta. Có những người thì đang bị thoái hóa khớp rồi mới hỏi rằng là uống cái này nó có hết không? Dạ không nhá, tại vì nó không phải là thuốc ạ. Nó là gì? Nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tức là trong trường hợp cô chú nhà mình mà bị thoái hóa khớp, bị đau, tức là cái phần sụn nó mất đi luôn rồi đấy, xương nó va vào nhau là mình sẽ bị thoái hóa khớp, mình bị đau là tổn thương rồi, thì chúng ta vẫn cứ ưu tiên gọi là gì, chữa chạy theo cái liệu trình mà bác sĩ đã từng đưa cho chúng ta. Còn cái này mình uống vào để hỗ trợ bồi bổ thêm cho cái phần sụn, có nghĩa là sụn nó sẽ đầy lên theo thời gian nếu như chúng ta có bồi bổ. Tức là mình không uống cái gì xong mình mong chờ sụn nó sẽ đầy lên là không có, chắc chắn là không đâu. Mình phải uống hoặc là phải ăn hoặc là phải có một cái liệu pháp gì tác động từ bên ngoài. Thế thì chúng ta uống cái này nó vừa lành tính bởi vì nó không phải là thuốc. Nên đừng lo cái câu chuyện rằng là uống thuốc vào thì nó sẽ có tác dụng phụ hay là nó hại bao tử hay là nó hại thận hại gan, dạ không. Cái này nó lành tính. Thành ra các cô chú cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Anh chị nào mà đã từng mua cho ba mẹ mình, tới thời điểm này ba mẹ mình dùng đang rất là quen rồi đó, và mình thấy cái khớp nó không còn bị khô nữa, tiếp tục quay trở lại mua hàng tiếp. Và bây giờ chỉ còn khoảng hơn 3 phút đồng hồ để giữ được combo này và quà tặng này thôi. Hết khung giờ này là phải chuyển sang một sản phẩm khác rồi. Lúc đó các cô chú anh chị mới gọi để mua cái viên uống Shark Cartilage này thì chắc chắn là còn, nhưng mà không phải 400 viên với giá là 1.390.000 đồng đâu, mà nó sẽ lên tới 2 triệu hơn và không có quà tặng giống như thế này. Dạ, 1.390.000 đồng thưa quý vị, 4 hộp, mỗi hộp là 100 viên nha, 400 viên chia nhau ra sử dụng quý vị ơi. Đó là mức giá chúng tôi dành cho những ai còn theo dõi chương trình này và may mắn chốt đơn trong 60 phút của ngày hội cuộc sống hôm nay tại VTV Huy Trang Hồng Sốt Bình quý vị ha. Và ngoài ra thì chúng ta lại có thêm 3 phần quà tặng rất là giá trị luôn. Một hộp Green Living Canxi 60 viên, một hộp Healthy Life Van Care 30 viên, rồi thêm đó là 5 gói nước hồng sâm. Trời ơi, mình liệt kê quà tặng ra thôi mà mình cảm thấy sướng rơn người luôn á chị Linh Hương, bởi vì không ngờ là quà tặng nó chất lượng và nó giá trị từng bóng như vậy. Cái Green Living Canxi cũng là tiền trăm nha, rồi hộp Healthcare Life Van Care như vậy thì cũng rất là giá trị luôn, cũng là tiền trăm, lại còn có thêm là 5 gói hồng sâm như vậy nữa, tuyệt vời quá, cũng là tiền trăm, cộng dồn lại cũng là bao nhiêu tiền rồi. Sản phẩm chính 1.390.000 đồng mà thôi thưa quý vị. Mà quan trọng hơn, cái này mới là quan trọng nè, mức giá tốt, có quà tặng chất lượng kèm theo và cam kết là hàng chính hãng. Nhấn mạnh thêm lần nữa là nếu mua hàng từ VTV Huyền Shopping, đặc biệt là sản phẩm của Nature Gift, mua về sử dụng phát hiện và chứng minh đây không phải là hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, chúng tôi sẵn sàng bồi hoàn lên tới 500% giá trị của mỗi đơn hàng. Cam kết là 500% tiền bồi thường giá trị của mỗi đơn hàng quý vị nha. Tự tin vì đó, bởi vì chúng tôi bán hàng chính hãng là hàng chất lượng, yên tâm hoàn toàn thưa quý vị. Còn bây giờ thì thời gian cũng không còn nữa rồi quý vị ơi. Thời điểm này thì mến chúc quý vị sẽ chốt được đơn hàng thành công để chúng ta mang về sức khỏe tốt, đặc biệt là vận động dễ dàng hơn quý vị ha. Còn bây giờ thì Hoàng Hiếu, Linh Hương sẽ chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị với các sản phẩm khác tại VTV Phương Đăng Hồ Shopping.